Hello, xin chào mọi người, mình lại là Tuấn Anh đây. Nghe nó buồn cười quá. Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh ạ. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với cái vlog tiếp theo liên quan tới phần mềm SketchUp nhé. Thì hôm nay là dịch bệnh căng thẳng quá, vì thế nên cái đồng chí quay phim của mình cũng nghỉ luôn rồi. Vì thế nên không có cái gì để mở đầu, chúng ta xem tạm cái này nhé. Đó. Thế thì tại sao mình lại bật cái này lên? Thì bật lên để cho mọi người hình dung ra cái sự đẹp trai của cái người đang dạy SketchUp cho các bạn nghe này này. Ok, chúng ta cùng bắt đầu tới vlog số 8 nhá. Như các bạn đã biết, khi chúng ta mở phần mềm lên thì nó sẽ có sẵn một cái trục tọa độ X, Y, Z như thế này. Và cái trục này nó sẽ khiến cho chúng ta vẽ một cách dễ dàng hơn, ví dụ như là mình vẽ như thế này. Các bạn có thể dễ dàng vẽ được những cái đường nét song song với cái trục tọa độ. Nhưng giả sử trong những trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ không thể sử dụng cái trục tọa độ này được nữa. Giả sử trong trường hợp này, mình phát triển khối lên nhé. Bây giờ mình muốn vẽ các đối tượng nó nằm trên cái bề mặt của mặt phẳng này. Thì mình sẽ làm như sau này. Mình chọn bề mặt, sau đó mình chọn chuột phải, Align Asset. Trục tọa độ của chúng ta đã được thay đổi và nó đã nằm trên cái bề mặt này rồi. Và bây giờ chúng ta có thể dễ dàng vẽ được trên cái bề mặt như thế này. Các bạn thấy không? Mình sẽ phát triển thêm một khối nữa. Mình chọn cái bề mặt này, sau đó mình chuột phải này, Align Asset. Chúng ta lại dễ dàng vẽ được trên cái bề mặt này. Rất là thuận tiện đúng không các bạn? Đã bao giờ các bạn vẽ một cái hồ sơ về thiết kế cảnh quan và các bạn đã bị choáng như thế này chưa? Nếu mà chúng ta vô tình bật hiển thị của đối tượng com lên thì các bạn sẽ thấy rằng rất nhiều trục tọa độ nó xuất hiện như này. Và nó sẽ làm cho chúng ta choáng váng khi chúng ta tạo hình đó. Để tắt cái hiển thị như này đi thì chúng ta làm như sau. Các bạn vào trong phần Windows, sau đó chúng ta tìm tới đề mục Model Info, Components. Sau đó các bạn tìm đến cho mình cái kiểm này, Show Components Access. Mình sẽ tắt cái kiểm này đi. Và các bạn thấy rằng là các đối tượng com của chúng ta nó đã không còn hiển thị cái trục tọa độ riêng lẻ nữa. Và cái việc này nó sẽ làm cho hồ sơ của chúng ta, bản vẽ của chúng ta trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Các bạn dùng vật liệu gỗ công nghiệp nhưng lại bị sai tỷ lệ. Và thậm chí rằng là các bạn dùng một cái texture không có trên thị trường để chúng ta làm việc. Còn đây là cách giải pháp của mình dành cho bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lên một cái trang web uy tín nhé, để chúng ta lấy một cái texture gỗ về. Ở đây thì các bạn có thể lên cái trang web gọi là An Cường. Các bạn tích vào trong phần ancuong.com. Đây là một cái nhà sản xuất, nhà cung ứng vật liệu. Nó có rất là nhiều những cái texture thực tế. Các bạn có thể vào trong phần sản phẩm và các bạn chọn cho mình một cái mật phụ cho nó phù hợp. Ở đây thì mình sẽ chọn là tấm laminate, laminate kính đường. Tất cả các mẫu mã về gỗ công nghiệp thì các bạn có thể tìm thấy ở đây được. Các bạn vào trong mục Wood Grain. Rất là nhiều loại mẫu mã. Giả sử mình chọn cái mẫu này đi. Các cái vân gỗ này rất là chi tiết và rất là đẹp. Và cái rất quan trọng đó chính là nó có mặt sẵn trên thị trường rồi. Và cái mã sản phẩm của nó là cái mã này. Các bạn có thể tích vào nút download ở đây nhé, để tải cái này về. Và khi tải về thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái góc này này nó có đầy đủ mã sản phẩm ở đây luôn. Cái mã sản phẩm ở đây thì rất tiện cho chúng ta kiểm soát cái vật liệu để sau này chúng ta thi công. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cái tủ bếp của mình nhá. Đây, giả sử mình ở đây mình vẽ một cái tủ bếp như này. Trong cái trang web của An Cường của chúng ta, nó sẽ có một cái dòng thông tin là kích thước này là 1m22 x 2m44, đúng không ạ? Tương tự trong phần mềm SketchUp thì chúng ta cũng phải vẽ một cái tấm có kích thước giống như này. Ở đây thì mình sẽ vào trong phần mềm và mình vẽ một cái tấm tương tự. Mình sẽ vào trong phần File, Import. Sau đó thì mình sẽ chọn định dạng là Support. Các bạn chọn là Texture. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn là Download. Và các bạn chọn cho mình cái mã gỗ vừa xong, Import vào. Mình sẽ dán nó vào đây đúng kích thước các bạn nhé. Mình đã có một cái texture chuẩn trên thị trường. Cái mã này nó có sản phẩm này. Và mình cũng đã có kích thước chuẩn này.
Bây giờ thì việc làm tiếp theo của mình đó chính là biến cái đối tượng này thành group. Sau đó thì di chuyển cái đối tượng này về cái phía mà cái cánh tủ bếp của mình. Giả sử trong trường hợp này mình muốn ốp cái tủ bếp của mình bằng các cái vân này đúng không? Các bạn nhớ nhá là chúng ta sẽ để nó song song như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong cái cánh tủ này này. Chúng ta sẽ hút vật liệu. Chúng ta sẽ vào công cụ sơn ở đây. Sau đó các bạn tích vào cái nút này. Đây là cái nút lấy mẫu nhá, hoặc là các bạn kết hợp với nút an thì nó sẽ lấy mẫu này. Sau đó thì chúng ta sẽ dán vào đây. Bạn thấy chưa? Nó đã dán chính xác cái kích thước vào rồi. Tương tự này, chúng ta sẽ sang cái cánh bên này. Mọi người chú ý này, nếu mà chúng ta làm cái cánh tủ bếp bằng vật liệu sơn thì chúng ta có thể đóng con giống nhau. Còn như trong trường hợp này, chúng ta vừa làm vật liệu gỗ, cái vân gỗ của chúng ta này, nó sẽ phải chạy từ cánh này sang cánh này. Vì vậy trong trường hợp này nhá, mình sẽ phải là phá cái đối tượng này ra. Nó chỉ là group thôi, không phải là gom nữa. Shift E nó ra, Shift group nó vào, Explore ra. Sau đó lại group lại nhá, còn nhá. Tương tự chúng ta sẽ làm với những cái này này. Các bạn nhớ nhá là chúng ta explore nó ra và chúng ta phải group nó lại luôn nhá. Chúng ta làm lại này, chúng ta vào trong này, chúng ta hút từ đây, dán vào đây, đúng không? Tương tự cái này thế này. Sau khi xong rồi nhá, chúng ta có thể tạm thời di chuyển cái tấm này sang phía bên này. Các bạn kiểm tra cho mình các cái vân gỗ đi ạ. Đó, cái texture gỗ của chúng ta đã trở nên chân thực hơn đúng không? Các vân gỗ của chúng ta này là chạy từ bên nọ sang bên kia như thế này đúng không ạ? Thì đó là cách mà mình sử dụng một cái texture gỗ ở trên An Cường. Trong phần mềm SketchUp, để chúng ta có thể tạo được một cắt thì các bạn tích vào cho mình cái công cụ Section Plane. Mình sẽ cắt vào đây nhá. Đấy, mặt cắt số 1 này. Mình chọn nó và mình di chuyển. Để tạo mặt cắt số 2 chúng ta tích vào đây. Sau đó chúng ta tích vào đây. Mặt cắt số 2, chọn nó và di chuyển. Chúng ta muốn mặt cắt số 1 làm việc thì chúng ta tích đúc vào mặt cắt đó. Chúng ta muốn mặt cắt số 2 làm việc thì tích đúc vào mặt cắt đó. Và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta chỉ có thể sử dụng được một mặt cắt mà thôi. Chúng ta sử dụng mặt cắt số 1 thì thôi mặt cắt số 2. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng nhiều cái mặt cắt trong cái công trình như thế này? Chúng ta sẽ làm như sau. Tạm thời bây giờ mình sẽ xóa hai cái mặt cắt này đi. Cái bước đầu tiên, mình sẽ đóng cho cái này một cái group. Sau đó mình vào trong group này và mình sẽ ghi là group 1. Tiếp tục, mình lại chọn đối tượng này, mình group số 2. Và mình vào bên trong, ghi cho mình là group số 2. Tiếp tục, nó là group số 3. Tức là mình sẽ tạo 3 cái group cho cùng một cái đối tượng. Mình sẽ vào trong group số 1 này, tạo một cái mặt cắt. Sau đó mình sẽ vào trong group số 2 này, mình làm thêm một cái mặt cắt nữa. Vào trong group số 3 này, mình làm thêm cái mặt cắt nữa. Cùng một lúc mình đã cắt được 3 mặt cắt cùng một lúc. Thế thì vấn đề ở đây là phần mềm SketchUp nó chỉ cho phép chúng ta là một group chỉ có thể áp dụng được một mặt cắt mà thôi. Vì thế nên chúng ta muốn cắt 3 cái mặt cắt cho cái đối tượng này thì chúng ta sẽ phải biến đối tượng này thành 3 cái group liên tục. Ở đây thì tạm thời mình có thể ẩn cái mặt cắt này đi cho nó dễ nhìn. Đó, có thể không ạ? Mình đã cắt được mặt cắt số 1, số 2 và số 3 để mình nhìn thấy được cái công trình như thế này rồi. Khá là đơn giản đúng không các bạn? Đối với các tín đồ vẽ SketchUp lâu năm thì chắc là các bạn cũng đã biết tới cái ứng dụng layout này rồi. Đây là một cái ứng dụng nó rất là hay và quan trọng. Nó sẽ giúp cho chúng ta dàn trang, kích thước và số liệu, nội dung liên quan. Nói chung là nó giúp chúng ta thể hiện hồ sơ
của cái đối tượng model ở đây. Mình bật layout lên nhá. Giả sử mình muốn đo kích thước cho cái mặt bằng của cái tủ bếp này thì mình làm như sau. Các bạn tích vào trong phần dimension. Sau đó mình tích vào điểm thứ nhất này. Sau đó kéo ra và tích vào điểm thứ hai. Nếu mà các bạn mới vẽ phần mềm SketchUp thì chúng ta sẽ tích vào điểm thứ hai và tích vào điểm thứ ba, đúng không? Tương tự này, tích vào điểm thứ ba và tích vào điểm thứ tư, kéo ra. Thì mọi người thấy rằng là cái việc làm như thế này nó mất rất là nhiều thời gian. Để cho nó nhanh nhá, thì mình sẽ không làm như vậy nữa mà mình sẽ dùng lệnh tích đúp. Mình sẽ tích đúp vào cái điểm này. Đó, tự động nó sẽ trở thành dimension liên tục. Tương tự này, tích đúp vào đây. Rất đơn giản đúng không? Giả sử trong trường hợp tích vào cái điểm này và mình tích sai đến đây đi. Rồi mình tích sai này, mình xóa này đi này. Và bây giờ thì mình sẽ tích vào đây và mình tích đúp lại nhá, xem được không nhá. À không được. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ phải hoàn thành một thao tác về dimension. Sau đó thì chúng ta tích đúp thì nó mới có giá trị các bạn nhá. Rất đơn giản đúng không? Rất là nhiều bạn khi mà vẽ cái layout này thì chúng ta gặp một cái trường hợp rất là trở ngại, đó chính là cái phần chân của dimension này, nó rất là dài. Một số anh em dùng cái phần phiên bản layout cũ ấy, thì các bạn có thể dùng một cái tiểu xảo, đó chính là các bạn tích vào phần rectangle đúng không? Chúng ta kéo một cái hình chữ nhật như thế này. Sau đó chúng ta chọn cái này và chúng ta chọn là màu trắng đúng không? Màu trắng là ở phần fill. Và phần stock này thì chúng ta cũng chọn màu trắng nữa này. Đó, thì nó sẽ che đi được cái chân dimension. Nhưng mà cái cách này thì chỉ dành cho các phiên bản cũ thôi. Còn phiên bản mới như từ layout 2020 trở lên thì chúng ta có một đặc tính rất là hay. Chúng ta tích vào cái dimension. Các bạn chọn cho mình ở đây nhá. Nếu mà chúng ta chọn là gap thì nó sẽ kéo dài cái chân dimension ra. Còn ở đây thì mình chọn là length. Rồi ở đây mình sẽ quy định chân dim nó là 5mm. Thì các bạn thấy rằng đây, tự động nó sẽ trở thành 5mm rồi. Chúng ta có thể quét tất cả dimension và chúng ta làm như vậy. Hoặc là trước khi chúng ta vẽ thì chúng ta cần phải thiết lập trước. Luôn luôn cái chân nó được cố định và chúng ta sẽ không phải cắt cái chân dim nữa.